Với chủ đề Chào xuân Canh Tí năm 2020, tại khu du lịch quốc gia Măng Đen, tỉnh Kon Tum đã tưng bừng diễn ra lễ hội đường phố mang đậm màu sắc văn hóa Tây Nguyên, đem tới cho du khách những cảm xúc khó quên. Tham gia lễ hội có gần 200 nghệ nhân, nghệ sĩ với trang phục truyền thống đến từ các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với nhiều tiết mục đặc sắc như biểu diễn cồng chiêng, ca nhạc, đi cà kheo, độc tấu chiêng, đàn brung. Chương trình biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ là con em trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Lễ hội đường phố tại khu du lịch quốc gia Măng Đen diễn ra trong 4 ngày từ ngày 26 tháng 1 đến 29 tháng 1, tức mùng 2 đến mùng 5 Tết. Thời gian diễu hành trong ngày từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút cùng ngày.